Con thư sư trong tích truyện Pháp Cú Phẩm Tâm truyện số 2 Người Đọc Được Tâm. Con xin hỏi vì sao vị thánh nữ cư sĩ là bậc thánh A-na-hàm lại có thể biết được tâm của vị tỳ khưu là bậc thánh A-la-hán, để nhắc vị tỳ khưu này quan sát đến kiếp quá khứ thứ 100 để biết rõ nhân duyên giữa hai người. Xin thưa là chỉ khi nào vị thánh A-la-hán an trú trong phạm vi trí tuệ của bậc thánh tầng thánh A-la-hán thì vị thánh A-na-hàm mới không có khả năng đọc tâm. Còn nếu như vị thánh A-la-hán không an trú trong phạm vi trí tuệ của tầng thánh A-la-hán thì vị thánh A-na-hàm có thể đọc tâm của vị đó. Nó giống như một cái anh sinh viên đại học, thí dụ như chuyên ngành y khoa đi, thì khi ảnh đọc cái sách chuyên ngành á, thì một cái đứa học sinh cấp 2 nó nhìn vô nó không hiểu gì hết. Nhưng mà nếu như á, mà cái anh sinh viên y khoa đó ảnh không có đọc sách chuyên ngành, mà ảnh chỉ đơn giản ảnh lôi một cái quyển truyện Kiều ảnh ra ảnh đọc thôi, thì cái anh học sinh cấp 2 ảnh nó nhìn vô nó cũng biết là à, cái này truyện Kiều, và nó hiểu được nội dung ở trong đó. Tương tự như vậy ha. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.